Bỏ con tao ra đi. Muốn giận lại con thì hãy theo ta. Mẹ ơi, đông muội, đông muội, mẹ ơi, đông muội, đông muội, trả con ta lại đây. Con ta để làm gì? Hả? Chỉ có như vậy người mới theo ta tới đây. Mẹ, mẹ ơi, thật ra người muốn làm gì? Đông muội, đông muội. Không cần phải nhìn nữa, không ai tới đây đâu. Các người cũng không thể đi nữa. Nếu người muốn cướp của số ngân lượng này, người lấy đi. Xin người tha mạng cho ba mẹ con ta. Mẹ, thứ ta cần không phải ngân lượng, thứ ta cần là tính mạng của các người. Mẹ, chúng ta không thù không quán, sao người muốn giết bọn ta? Đúng là chúng ta không thù không quán, nhưng mà có người muốn giết các người. Là ai? Bọn ta chỉ là người quê bình thường, sao có người muốn giết bọn ta? Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, xưa nay không hỏi tại sao. Mẹ ơi, con sợ. Xưa nay ta chưa từng giết phụ nữ trẻ con, cũng chưa từng chống lại mệnh lệnh. Nếu ngươi còn tâm nguyện chưa hoàn thành, nếu ta làm được, ta sẽ làm hết mình. Mẹ, mẹ, nếu người muốn giết bọn ta, người hãy giết một mình ta, để lại mạng sống cho hai đứa trẻ này. Mẹ, mẹ, không được, chúng cũng là người ta phải giết. Không lý nào, chúng chỉ là trẻ con, sao có người muốn giết chúng được? Ta không biết, mệnh lệnh ta nhận chính là như vậy. Được, vậy ngươi nói cho ta biết là ai muốn giết bọn ta? Không, ta không nói được. Nếu bọn ta nhất định phải chết, sao bọn ta còn nói được chứ? Ít ra ngươi cũng phải cho bọn ta chết minh bạch một chút. Được rồi, ta cho người biết là người phủ phò mã. Phủ phò mã? Quỷ công công sao? Ừ. Sao người biết? Chính là ông ta. Không, người giết bọn ta. Phò mã sẽ không tha cho người đâu. Quỷ ấy không để quỷ công công giết bọn ta. Không, người lầm rồi. Tuy rằng Ngụy Công Công là người phái ta giết các người, nhưng mà ra lệnh cho ta trước mặt phò mã đó. Cái gì? Người nói cái gì? Lúc đó phò mã không hề ngăn cản, vì vậy đây cũng là ý của phò mã. Sao lại như vậy? Sao mình trở nên như vậy được? Được thế Mỹ, hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Tại sao mình có thể nhẫn tâm giết hại con ruột của mình được? Thật ra Quỳnh còn là người nữa không? Quỳnh còn là người nữa không hả? Cái gì? Người nói gì? Chúng là gì của phò mã chứ? Chúng là con ruột của phò mã. Ta là thê tử kết tóc của hắn. À.
Phò Mã Gia. An Kỳ vẫn chưa về à? Không nhanh như vậy đâu, hắn mới xuất thành không bao lâu. Vậy khi nào hắn mới về đây? Phò Mã Gia đừng nóng ruột, xong việc tự nhiên hắn sẽ về. Ta vì chuyện này mà tinh thần luôn bất an. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa chuyện này, từ nay về sau chúng ta có thể yên giấc rồi. Dù ta nằm mơ cũng không ngờ An lại trở nên vô tình như vậy. Tráng sĩ, bây giờ người còn muốn nghe lệnh giết hại mẹ con ta không? Trên đời này sao lại có loại mặt người giả thú, không mặt cầm thú như vậy? Tráng sĩ, ta tên Hàn Kỳ, là thị vệ trong phủ Phò Mã. Trong lúc ta gặp khó khăn, Ngụy Công Công đã cưu mang ta. Ông ấy có ơn nặng như núi với ta, cho nên chỉ cần là chuyện ông ấy căn dặn, ta nhất định phải làm được. Tráng sĩ, ta xin người tha cho mẹ con ta. Bọn ta mai danh ẩn tích ở quê nhà, không ai biết bọn ta còn sống đâu. Không, ta không thể làm vậy. Vậy Trang sĩ muốn không giết các người, tức là chống lệnh của Ngụy Công Công. Nếu giết các người thì chống lại lương tâm của mình. Được rồi. Ngươi hãy dẫn con cái hồi kinh gặp Bao đại nhân, đưa ông ấy tới đây đào bới. Dưới đất đã chôn hai người bị giết. Một người trong đó là cử nhân đã thi rớt, còn người kia là địa bảo tên Trần Xuân. Thanh đao thép này là thanh đao chuyên dùng của thị vệ phủ Phò Mã, trên đó có khắc ký hiệu của phủ Phò Mã. Người nhất định phải giao cho Bao đại nhân. Còn tráng sĩ thì sao? Ta không thể có lỗi với Ngụy Công Công, cũng không thể để Phò Mã làm chuyện thương thiên hại lý. Hãy nhớ, ta tên Hàn Kỳ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cái gì? Có chuyện này sao? Lời nói của Hương Liên đều là sự thật. Xin Bao đại nhân lập tức cho người đến đó. Người đâu? Dạ, truyền lệnh chuẩn bị kiệu. Dạ. Chiến hồn về. Có tôi cả. Ngươi ở lại trong phủ, phải bảo đảm an toàn cho mẹ con Tần Hương Liên, không được để cho kẻ gian lợi dụng tổn thương họ. Thuộc hạ tuân lệnh. Tần Hương Liên, có Hương Liên dẫn đường cho bốn phủ. Dạ. Hàn Kỳ này tuy nghe lệnh Ngụy Minh,
phạm phải đại tội giết người, nhưng hắn cũng là một hảo hán. Đại nhân, sao rồi? Một người quả là Trần Xuân, còn người kia vì chôn cất đã lâu khó nhìn nhận. Bên cạnh người đó tìm được vật này. Đây là đồ vật nhà Phật. Xem ra hắn mới là Trần Thế Mỹ đến từ Bạch Vân Tỉnh, Dương Triều Mã Hán. Dạ. Âm thầm đưa ba thi thể này về phủ nhà, không ai được thổ lộ ra ngoài một chút phong thanh nào. Dạ. Bổn phủ sẽ bắt Trần Thế Mỹ kìa, nhận tội phục pháp, không thể thoát tội. Thanh đao thép Hàn Kỳ để lại có khắc ba chữ Phò Mã Phủ, đủ để chứng minh thân phận của Hàn Kỳ là thị vệ trong phủ Phò Mã. Thuộc hạ thấy phủ Phò Mã không thoát khỏi liên can. Còn thi thể vô danh tuy đã thối rữa đến không thể biện nhận, nhưng nhát đao vào xương, so sánh vết đao, đúng là khớp với thanh đao của Hàn Kỳ, đủ để chứng minh đây là hung đao. Còn về chuỗi Phật châu bên cạnh thi thể có phải xuất phát từ Bạch Vân Tự hay không vẫn chưa xác định được. Vậy ba thi thể và vật chứng để lại đã ghi chép trong An Tình chưa? Đích thân học trò đã đưa Ngọ Tác đến khám nghiệm, điền vào thi đơn, kể cả vật chứng, lời khai của Tần Hương Liên đều đã chỉnh lý thành An Tình. Đại nhân, bây giờ đã có đủ nhân chứng vật chứng. Trần Thế Mỹ giết hại vợ con không bằng cầm thú, nên lập tức bắt hắn quy án, trị tội theo quốc pháp không? Không, trong lúc này không nên ngang nhiên hành sự, cần phải có kế hoạch chu toàn mới có thể hành động. Đại nhân, Hàn Kỳ phụng lệnh giết người mà vẫn chưa về, nhất định sẽ khiến Trần Thế Mỹ và Ngụy Minh sinh nghi. Nếu không nắm bắt thời cơ, e rằng có thay đổi. Bổn phủ biết chứ. Vấn đề là thân phận Phò Mã khá đặc biệt, phủ Phò Mã lại không phải chỗ ở bình thường, nên bắt người nhất định sẽ bị ngăn cản. Chẳng lẽ hắn dám chống lại sao? Đại nhân, để một mình triển chiêu tới đó, lập tức bắt giữ hắn, chờ định đoạt của đại nhân. Dĩ nhiên Triển Hầu Vệ có bản lĩnh này. Nếu công khai bắt giữ hắn, nhất định công chúa sẽ không để yên. Theo luật lệ Đại Tông, hoàng thân quốc thích phạm tội phải giao cho đại lý tự xét xử. Nếu Phò Mã Phủ dựa vào điều này chuyển vụ án này cho đại lý tự, vậy thì Trần Thế Mỹ rất có khả năng tiêu diêu ngoài dòng pháp luật. Có rồi. Triển Hộ Vệ có kế sách gì? Chuyện này cần có sự giúp đỡ của Bác Dương gia. Bác Dương gia? Vì đại nhân lo lắng qua phủ bắt người sẽ bị ngăn cản, nếu có thể gạt Phò Mã ra khỏi phủ Phò Mã mới tiến hành bắt giữ, không phải bớt được không ít phiền phức sao? Triển Hộ Vệ nói không sai. Khó là khó ở chỗ nên gạt hắn ra ngoài như thế nào. Chính miệng Bác Dương gia đã hứa sẽ tặng bức đồ Bách Tử Thiên Môn cho Phò Mã. Chỉ cần Bác Dương gia mở miệng mời Phò Mã qua phủ nhận tranh, Trần Thế Mỹ nhất định đích thân tới đó. Chỉ cần hắn rời khỏi phủ Phò Mã lập tức bắt giữ ngay. Như vậy không phải dễ dàng sao? Kế này được đó. Trần Thế Mỹ nhất định không có đề phòng. Chỉ là Bác Dương gia có chịu ra mặt hay không, điều này vẫn chưa biết. Vậy thì phải kể rõ sự thật về Bác Dương gia mới được. Nhưng đại nhân à, nếu như Bác Dương gia e ngại công chúa
thì sẽ không đồng ý đâu. Không, bây giờ vụ án không còn là của hoàng thất, mà là đại sự có liên quan đến quốc pháp thiên lý, tồn phê ẩn hiện. Bác Dương gia là hiền dương, bổn phủ tin rằng tuyệt đối ông ấy không từ chối. Công tôn tiên sinh, có học trò, bổn phủ đã viết một bức thư, lập tức phái người đưa đến Lỗ Châu phủ. Bổn phủ muốn mời Tôn đại nhân đưa người của Bạch Vân Tự mau chóng đến phủ khai phòng. Đại nhân muốn họ chứng minh rằng phò mã không phải đến từ Bạch Vân Tự hợp về, có phải vậy không? Đúng vậy. Đồng thời sẽ mượn chuyện này xác nhận thi thể vô danh có chuỗi Phật Châu bên cạnh có phải đúng là Trần Thế Mỹ từng học tập ở Bạch Vân Tự hay không. Dư Trừ Ma Hát, dạ, chuẩn bị kiệu đến phủ Bác Dương gia. Dạ. Tham kiến Bác Dương gia. Bao đại nhân miễn lễ. Sao vậy? Hôm qua bao đại nhân vừa mới đến, hôm nay lại đến nữa. Chẳng lẽ bổn dương lại tự ý xuất thành nữa sao? Dương gia đừng cười. Hôm nay bao chuẩn đến đây là vì chuyện công. Hả? À, bao đại nhân ngồi xuống nói chuyện. Tạ Dương gia. Bao chuẩn bào gan cho lui Tả Hữu. Các người lùi xuống và đóng cửa lại. Dạ. Có chuyện gì vậy? Bao đại nhân sao lại thận trọng như vậy chứ? Dương gia, chuyện công mà bao chuẩn nói có liên can đến hoàng thất. À, liên can đến hoàng thất? Liên quan đến ai vậy? Phò mã Trần Thế Mỹ. Đêm nay Hàng Kỳ vẫn chưa về, chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn cung đừng nôn nóng sao? Phò mã gia, đợi tới một thời gian đi, có lẽ Hàng Kỳ vướng bận chuyện gì khác. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì khác à? Không lý nào, xưa nay Hàng Kỳ làm việc chưa từng thất thủ. Nếu lần này hắn thất thủ thì sao? Điều này... Nếu đúng là xảy ra vấn đề gì để cho Tần Hương Liên thoát khỏi tai kiếp này, cô ta nhất định biết chuyện này có liên quan đến ta. Đến lúc đó cục diện sẽ rất khó thu xếp. Phò mã gia nhất định phải bình tĩnh. Nô tài cho người đi nghe ngóng, khi có tin tức lập tức hồi báo. Ngụy Minh, ta nói cho người biết, tất cả sự việc cho đến bây giờ đây là do một tay ngươi thu xếp. Tốt nhất ngươi hãy bảo đảm không có sai sót gì. Có chuyện này sao? Hoàn toàn chính xác. Bao chứng xin Dương gia cho lưu Tả Hữu, vì chuyện này đúng là có quan hệ trọng đại, người nghe kinh hồn. Đại nhân có nắm được chứng cứ xác thực chứng minh phò mã đó đúng là giả mạo thay tên đổi họ hay không? Dương gia, Tần Hương Liên chính là nhân chứng. Không, đó là lời nói một phía, không đáng tin cậy. Đúng, bao chuẩn cũng hiểu, vì vậy đã gửi thư đến phủ Lỗ Châu mời tri phủ Tôn đại nhân đưa tăng nhân quen biết Trần Thế Mỹ ở Bạch Vân Tự đến khai phong phủ. Như vậy mới có thể chứng minh thân phận thật sự của phò mã. Nếu là như vậy mới tránh được tranh cãi. Chẳng hề chuyện này Dương gia có thể giúp đỡ hay không? Thank you.
Hắn là phu quân của Lạc Bình công chúa kia mà. Bao chuyện biết. Năm xưa Thái hậu rất thương yêu công chúa. Đối với muội muội nhỏ nhất của mình, đôi lúc hoàng thượng còn phải nhường 3 phần. Bao chuyện có biết. Vậy bao đại nhân có biết bây giờ công chúa đang có thai hay không hả? Một khi đứa trẻ đó ra đời sẽ là cháu của bổn vương. Chẳng lẽ bao đại nhân muốn đứa trẻ này trước khi ra đời thì đã mất cha rồi sao? Dương gia, tuy đứa trẻ chưa ra đời là vô tội, vậy thì còn 2 đứa con nhỏ của Tần Hương Liên thì sao đây? Mới đây thôi thì công chúa phải mất chồng, dĩ nhiên khiến người xót xa. Vậy thì Tần Hương Liên từng dạy Trần Thế Mỹ đọc sách biết chữ từ nhỏ, cực khổ phụng dưỡng cha mẹ chồng, chịu lạnh nhịn đói duy trì gia đình, đường xa vạn dặm lên kinh tìm chồng, xem chút còn bị sát hại, không phải đang đồng tình hơn hay sao? Chẳng lẽ không nên trả lại công bằng cho ả? Lời nói của bao đại nhân hợp tình hợp lý, bổn vương cũng không còn gì để nói. Được, bổn vương sẽ làm theo ý bao đại nhân, cho mời phò mã qua phủ. Đa tạ vương gia thành toàn. Bổn vương còn muốn bao đại nhân hứa với bổn vương một điều. Mời vương gia nói. Trước khi Lỗ Châu phủ đưa người của Bạch Dân Tự đến đây chứng minh thân phận của phò mã, bao đại nhân không được chiếu theo lời khai một phía của Tần Hương Liên bắt giữ và định tội phò mã. Điều lời nói của bổn vương về pháp về lý đều đúng như vậy. Nếu bao đại nhân không làm được, vậy bổn vương sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Bao chứng tuân lệnh. Bổn vương còn có một chuyện muốn thỉnh cầu đó. Xin vương gia nói rõ. Trần Thế Mỹ, dù sao hắn cũng là phò mã đương triều. Nếu như hắn đồng ý nhìn nhận mẹ con Tần Hương Liên ăn năn hối cải, bao đại nhân có thể cho hắn một con đường sống hay không? Dương gia, tha tội không thể tuân lệnh của bao chứng. Trần Thế Mỹ sai khiến Hàn Kỳ sát hại 2 người, còn có ý đồ sát hại vợ con. Không, chuyện này vẫn chưa xét xử, cũng chưa phán xét, chưa thể nhận định là phò mã đã phạm tội. Cho dù là vậy, mạo danh người khác, bỏ vợ tay hôn, tội phạm phải là tội khi quân, tội đang chém đầu. Đây chính là nguyên nhân bổn vương muốn đại nhân tha cho hắn còn được sống. Nếu như công chúa không truy cứu, hoàng thượng hạ chỉ đặc xá, Tần Hương Liên không tính toán chuyện trước đây thì sao? Điều này bây giờ phò mã chậm bước. Bao đại nhân cũng đến thăm bác vương gia sao? Không, bổn phủ đến đây là vì phò mã. Bao đại nhân tìm bổn cung có chuyện à? Bổn phủ muốn mời phò mã gia đến phủ nha một chuyện. Bao đại nhân có gì cứ nói, tại sao bổn cung phải đến phủ nha chứ? Trong phủ phò mã có một thị vệ
tên là Hàn Kỳ. Hàn Kỳ? Tại sao Bao đại nhân lại hỏi như vậy? Hàn Kỳ đã bỏ xác trong khu rừng ngoại thành. Bổ phủ muốn mời Phò Mã Gia đến phủ nhà nhận xác. Nếu như là vì chuyện này, bổn cung cho người đến đó nhận xác là được rồi. Tại sao bổn cung phải đích thân tới chứ? Sau khi nhận xác, bổn phủ còn có chuyện muốn hỏi Phò Mã. Bao đại nhân, hôm nay bổn cung còn có việc phải làm. Nếu Bao đại nhân không có chuyện muốn hỏi, hôm khác đến phủ Phò Mã mới hỏi cũng chưa muộn. Triển Hồi Vệ muốn cản đường bổn cung à? E rằng Phò Mã nhất định phải đi rồi. Hai vị, Triển Mỗ đang điều tra. Nếu như hai vị manh động, đừng trách Triển Mỗ đắc tội. Triển Hồi Vệ nói không sai. Nếu là vì chuyện công, bổn cung sẽ theo Bao đại nhân đến phủ nha, thì có sao nào? Bao đại nhân, để bổn cung căn dặn vài lời có được không? Phò Mã Gia tự nhiên. Hai người hồi phủ trước đi, nói với Ngụy tổng quản là bổn cung phải theo Bao đại nhân đến phủ nhà nhận xác Hàn Kỳ, đồng thời bảo công chúa đừng lo lắng. Dạ. Bao đại nhân mời. Hai người lui đi. Dạ. Ngụy công công, công công bảo họ lui để làm gì? Công chúa, Phò Mã. Tranh đã mang về rồi à? Phò Mã đâu? Công chúa, Phò Mã đã bị Bao đại nhân đưa về Khai Phong phủ rồi. Cái gì? Bao đại nhân đưa chàng về làm gì? Công chúa, công chúa đừng hỏi, mau đến Khai Phong phủ đi. Nếu chậm trễ, có lẽ Phò Mã sẽ mất mạng. Cái gì? Phò Mã Gia đã xem xét thi thể rồi. Người đó có phải là thị vệ Hàn Kỳ của quý phủ? Không sai, chính là Hàn Kỳ. Nhưng mà không biết là hắn đã bị ai giết. Hàn Kỳ không bị người ta sát hại, mà là tự sát. À, vậy Bao đại nhân biết tại sao hắn tự sát không? Chẳng lẽ Phò Mã cũng không biết? Tại sao Bao đại nhân lại nói như vậy? Thi thể của Hàn Kỳ là Bao đại nhân phát hiện mà. Bổn cung cũng là được Bao đại nhân mời đến đây nhận xác. Làm sao bổn cung biết tại sao hắn tự sát? Tại vì hắn không làm theo mệnh lệnh của Phò Mã, giết hại phụ nữ trẻ thơ, nên mới chọn con đường tự sát. Tại sao Triển Hồi Vệ lại nói như vậy? Đối với chuyện này bổn cung không biết gì hết. Ngài Triển Hồi Vệ, Phò Mã Gia muốn nói chuyện này không liên can tới Phò Mã. Thật ra là không. Nói như vậy, Hàn Kỳ phụng lệnh giết hại Trần Xuân diệt khẩu, kể cả cử nhân thì rất vô tội bị chôn trong rừng, cũng không liên can tới Phò Mã hay sao? Tất nhiên là không. Bao đại nhân, nếu như đại nhân muốn bổn cung đến đây là để hỏi những điều này, bổn cung đã trả lời rồi, bây giờ xin cáo từ. Khoan đã, bổn phủ còn muốn Phò Mã Gia nhìn nhận vài người. Đưa mẹ con Tần Hương Liên lên đây. Dạ. Là cha đó. Cha. 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 Cha đi đâu vậy? Cha đi đâu vậy cha? Cứ không ai đại nhân đã tìm
chuẩn bị đâu tới? Bẩm Lê Bụng cũng đi làm cái gì? Cha thật sự không cần chúng ta. Trời Mỹ, sao cha Quỳnh con là con người không? Chúng là con ruột của Quỳnh mà. Mỹ yên đi. Ngươi là ả điên từ đâu đến? Thật ra Bụng cũng không quen biết ngươi. Ai bảo các ngươi đến chu quan cho Bụng cung? Bao đại nhân, sự kiên nhẫn của Bổn cung có hạn. Cáo từ. Đứng lại. Mẹ ơi. Phò mã, có đúng thật phò mã không quen họ? Thật sự không quen. Người dám nói một lần nữa không? Chứ hồn gì, bổn phụ đang ở đây, không được hỗn láo. Lui ra. Trương Long Triệu Hổ. Dạ. Đưa mẹ con Tần Hương Liên trở về phòng, thu xếp cho ổn thỏa. Dạ. Mẹ, mẹ ơi. Bảo đại nhân, như vậy là thế nào? Chẳng lẽ đại nhân muốn bổn cung đến đây là để sỉ nhục bổn cung, hãm hại bổn cung như vậy sao? Phò mã, bổn phủ đã biết phò mã và mẹ con họ có quan hệ gì. Nếu như phò mã chịu nhìn nhận họ. Bảo đại nhân, bổn cung nhắc lại một lần nữa, thật ra bổn cung không có quen họ. Bảo đại nhân đừng nói thêm nữa. Bổn phủ hiểu rồi. Nếu phò mã cố chấp không chịu nghe lời khuyên, đừng trách bổn phủ làm theo quốc pháp không nể tình. Xưa nay bao đại nhân thiết diện vô tư, có từng nể tình gì chưa? Hơn nữa những lời bao đại nhân vừa mới nói thật ra không liên quan đến bổn cung. Bổn cung tin rằng, ngoài chuyện bao đại nhân có ả điên luôn miệng nói lời điên khùng đó ra, thật ra không thể đưa ra chứng cứ nào khác. Muốn có bằng chứng thì có kho gì? Chỉ sợ một khi bổn phủ đưa chứng cứ ra rồi, e rằng tính mạng của phò mã sẽ khó mà giữ được. Bao đại nhân không cần buông lời hăm dọa. Nếu bao đại nhân đã có chứng cứ, đã thăng đường xét xử bổn cung rồi, có cần làm nhiều chuyện như vậy để dối gạt bổn cung hay không? Theo ý của phò mã, bổn phủ phải thăng đường xét xử. Chỉ sợ đại nhân không dám xử mà thôi. Được, bổn phủ rất muốn xem có gì không dám. Dương Triều Mã Hán. Dạ. Dạ. Truyền lệnh thăng đường. Dạ. Dạ. Công chúa ra đâu? Tiếp dạ. Phủ Doãn Khai Phong phủ Bao Chứng tham kiến công chúa. Bao Chứng, người đưa phò mã gia đến Khai Phong phủ để làm gì? Hồi công chúa, phò mã có liên quan tới một vụ án. Im đi. Theo luật pháp Đại Tống, hoàng thân quốc thích phạm pháp đều phải giao cho đại lý tự thẩm lý, chưa đến lượt Khai Phong phủ ngươi làm việc. Nếu phò mã thật sự có tội, ngươi cũng phải chuyển giao cho đại lý tự, để đại lý tự đến phủ phò mã bắt ngươi. Ngụy tổng quản, có nô tài. Đưa phò mã hồi phủ. Nếu ai dám ngăn cản, hãy kiện người đó tội bắt cóc công chúa phò mã, khi quân phạm thượng. Nô tài tuân chỉ. Khởi giá hồi phủ. Đại nhân, đệ hăng đi. Trần Thế Mỹ quả là cầm thú cũng không bằng. Triển Chiêu nhịn hết nổi rồi. Triển Hồ Vệ, bổn phủ cũng không nhịn được mà. Nhưng mà bổn phủ đã hứa với Bác Dương gia
thì phải giữ lời chứ. Vậy phải để cho hắn xem thường tất cả, tiêu diêu bên ngoài sao? Không, sau khi Tôn đại nhân Lỗ Châu phủ đưa nhân chứng đến đây, đừng nói là công chúa, cho dù thái hậu có ra mặt, bổ phủ cũng sẽ đưa Trần Thế Mỹ đó lên dưới Long Đầu Đao để hắn trả cái giá cho tất cả hành vi của hắn. Muốn chàng nói rõ mọi chuyện thật cặn kẽ. Công chúa, cái bẩm công chúa, chuyện không liên quan tới phò mã. Đúng là... Nếu không ông ấy không có hành động gì với ta đâu. Phò mã, chàng đang nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công chúa, điều tiếp theo đây ta sẽ nói e rằng công chúa khó mà chấp nhận, nhưng mà ta không nói không được. Chàng nói đi, thiếp phải làm cho rõ ràng. Xuân ca đông muội chịu dày dò cả ngày, mệt tới ngủ rồi. Trương Long với Triệu Hổ đang ở bên cạnh chúng. Nếu như trong lòng cô có điều gì không vui, cứ việc bộc lộ ra ngoài, đừng để bụng. Trái tim dân nữ đã chết, nước mắt đã khô cạn, nước mắt sẽ không chảy vì hắn nữa. Thật sự không ngờ hắn lại vô tình như vậy. Hắn không những vô tình mà còn vô sĩ. Nếu làm theo thói quen giang hồ của ta năm xưa, ta đã cho hắn đổ máu tại chỗ từ lâu rồi. Cô yên tâm, nếu bao đại nhân cũng đành bất lực, Triệu Mỗ lập tức từ quan trở về giang hồ. Cho dù có trở thành khâm phạm triều đình, cũng phải bắt Trần Thế Mỹ đầu rơi xuống đất. Chuyện đến nước này, bao đại nhân nhất định không tha cho ta. Xin công chúa cứu mạng. Công chúa khai ân. Công chúa khai ân. Gạt thiếp, nếu như chàng đã cưới vợ ở quê nhà, có cả con cái, tại sao chàng còn nhận ban hôn của hoàng thượng? Tại sao chàng phải mạo danh người khác để được Triệu làm phò mã chứ? Chẳng lẽ chàng nghĩ mọi chuyện không có ngày bị vạch trần hay sao? Chẳng lẽ chàng muốn gạt thiếp suốt đời sao? Chàng Công chúa bớt giận, tuyệt đối đừng động đến thai khí. Người yêu nguyện chúng ta. Mọi chuyện đều là chủ ý của ngươi, sao ngươi lại đưa ra chủ ý này? Sao ngươi có thể quyết định chuyện trọn đời của ta? Công chúa, mọi chuyện đều là lỗi của nô tài. Cả đời nô tài đều hầu hạ cho công chúa,
gì thấy. Tất cả người đến ngỏ lời công chúa đều không để mắt tới. Chỉ có tình cảm tốt như phò mã, nô tài sợ công chúa bỏ lỡ đại sự trọn đời của công chúa, cho nên mới đưa ra hạ sách này. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Người thật sự đáng chết. Từ khi ta mới lọt lòng thì ngươi đã ở bên cạnh ta. Tỷ muội ở hậu cung đều không kể xiết, nhưng lại đấu đả lẫn nhau. Chỉ có ngươi ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Ở trên đời này ngươi là người mà ta tin tưởng nhất. Nhưng mà bây giờ ngươi thay ta thu xếp một mối hôn nhân như vậy, khi đối mặt với sự thật này, ngươi muốn ta phải làm sao đây? Ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Các ngươi, sao các ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa. Công chúa. Tuyết. Ngụy tổng quản. Công chúa không chịu ăn sao? Vậy các người dọn hết đi, các người cũng lui ra. Dạ. Công chúa, nô tài đã dặn họ lát nữa làm thêm một ít đồ ăn cho công chúa. Công chúa đang mang thai, bất kể thế nào cũng phải ăn một chút. Nô tài biết trong lòng công chúa vẫn còn đang giận, nhưng chuyện tới nước này dù sao cũng phải nghĩ cách để giải quyết. Tuy là hoàng thân quốc thích phạm pháp sẽ do đại lý tự xét xử phán tội, nhưng đao chém đầu, ngự ban trong tay bao đại nhân giống như đang nắm thanh chỉ. Nếu như lần này bao đại nhân nhất quyết làm chuyện bất lợi với phò mã, phò mã gia khó thoát khỏi chết. Làm sao cứ? Nếu như bao đại nhân có đao chém hoàng thượng ban cho thì đã có quyền sinh sát. Tuy ta là công chúa đương triều, nhưng mà làm sao ta có thể chống lại thanh chỉ? Thái hậu, chỉ có thái hậu cứu được phò mã. Thái hậu tuy là rất thương ta, nhưng mà sao bà ấy chịu gánh tội chống lại thánh chỉ để cứu phò mã? Thái hậu là mẫu thân của hoàng thượng, bao đại nhân làm sao dám đắc tội với thái hậu? Chỉ cần công chúa
với phò mã gia cùng vào cung, cầu xin thái hậu. Đối mặt với tình hình này, phò mã nghĩ thế nào? Cũng không thể trách được. Tham niệm nhất thời của ta, bây giờ phải gặp quả báo. Ta cũng không biết nói gì, chỉ còn cách để bao đại nhân đến thôi. Không, công chúa sẽ cứu phò mã. Cái gì? Người lấy công chúa tha thứ cho ta à? Vậy thì chưa chắc. Chỉ là vì đứa trẻ chưa được sinh ra, công chúa đồng ý vào cung cùng với phò mã để cầu xin thái hậu. Cầu xin thái hậu có tác dụng không? Có chứ. Chỉ cần hoàng gia ra mặt, không truy cứu phò mã về tội khi quân bỏ vợ tái hôn, như vậy bao đại nhân không thể làm được gì. Nhưng còn việc liên quan mấy mạng người thì sao đây? Đó là chuyện của nô tài. Nô tài không để bao đại nhân truy cứu đến phò mã đâu. Không, người phải cho ta biết người định làm thế nào. Nếu không, ta không thể yên tâm. Phò mã muốn biết thật sao? Tất nhiên rồi. Ta không tin bao đại nhân không truy cứu. Nhân mạng quan thiên, cho dù thái hậu ra mặt, cũng chưa hẳn có tác dụng đâu. Nếu như một mình nô tài gánh hết, cúi đầu nhận tội, đồng thời nói phò mã gia không thể không mạo danh người khác với sự ép buộc của nô tài, vậy bao đại nhân làm sao truy cứu? Nếu ngươi làm như vậy, ngươi nhất định sẽ chết. Vậy thì đã sao? Chỉ cần sau này phò mã gia đối với công chúa tuyệt đối trung tình, nô tài đã mãn nguyện lắm rồi. Ngụy Minh, tại sao ngươi làm như vậy? Vì công chúa. Lý do này thật sự không chính đáng, ta không thể hiểu được. Đó là vì phò mã không hiểu tâm trạng của một quan quan bị tịnh thân như nô tài. Từ nhỏ nô tài đã vào cung, sau đó trời đã định nô tài là ái nam ái nữ, số mệnh không có con cái. Ở trong cung, thái giám là nô tài hầu hạ hoàng thất. Cho dù có một số người được chủ yêu thương, thậm chí có quyền hạn nhất thời, nói đi thì phải nói lại, không ai coi bọn ta như con người. Công chúa là con của phi tần được tiên vương sủng hạnh lúc tuổi già. Công chúa ra đời không bao lâu thì mẫu thân đã qua đời. Sau đó tiên vương cũng băng hà quy tây, là ta nuôi dưỡng công chúa khôn lớn thành người. Tuy công chúa được sinh ra trong hoàng cung, nhưng từ nhỏ công chúa đã là cô nhi không cha không mẹ. Còn ta, ta vừa là cha của công chúa, vừa là mẹ của công chúa. Tuy công chúa với ta là quan hệ chủ tớ, nhưng ta lúc nào cũng xem công chúa như người thân duy nhất. Chỉ cần công chúa muốn gì, ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để công chúa có được, trong đó bao gồm phò mã.
công chúa muốn triệu người làm phò mã, ta cũng làm được rồi. Bây giờ công chúa muốn cứu phò mã, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện để công chúa được như ý muốn. Ngụy Minh, phò mã với công chúa trong lúc vào cung cầu xin thái hậu, nô tài sẽ đến Khai Phong phủ tự tú với bao đại nhân. Phò mã nên nhớ, mọi chuyện hãy đổ hết lên đầu nô tài. Làm như vậy thái hậu ra mặt thì bao đại nhân không thể giết phò mã. Lần này nô tài đến Khai Phong phủ không ly nào được sống sót trở về. Phò mã gia nhất định phải hứa với nô tài chăm sóc công chúa suốt đời, không được hài lòng. Nếu không, dù nô tài có xuống cửu tuyền, biến thành mỹ dữ, cũng không tha thứ cho phò mã đâu. Ngươi yên tâm đi, nếu ta thoát được tai kiếp này, ta sẽ không tệ bạc với công chúa đâu. Đại nhân, công tôn tiên sinh đến rất đúng lúc. Theo suy đoán của công tôn tiên sinh, tôn đại nhân Lỗ Châu phủ đến kinh thành có lẽ sẽ là lúc nào. Đại nhân, sáng sớm hôm nay học trò đã cho người dùng phương thức gió ngựa không ngừng đưa thư của đại nhân đến Lỗ Châu, chắc là bây giờ tôn đại nhân đã đọc rồi. Nếu như sáng sớm mai xuất phát, nhanh thì tối mai, chậm thì rạng sáng hôm sau sẽ đến nơi. Nói như vậy, chỉ cần đợi thêm một ngày, nhân chứng ở Bạch Vân Tự sẽ đến kinh thành. Đúng vậy. Triển hộ vệ với công tôn tiên sinh cùng đến đây, có phải là có chuyện? Thuộc hạ muốn biết, có phải vụ án này có sự can thiệp của hoàng gia, nên Trần Thế Mỹ sẽ tiêu diêu ngoài dòng pháp luật không? Tại sao triển hộ vệ hỏi như vậy? Hôm nay công chúa đã xông vào Khai Phong phủ, đưa Trần Thế Mỹ đi rồi. Sau này, cho dù có nhân chứng, đại nhân cũng khó mà đưa hắn ra trước pháp luật, giả lại còn phải giao cho đại lý tự thẩm tra. Lúc đó, tự nhiên hắn sẽ thoát thân. Không. Ba thanh đao hoàng thượng ngự ban có quyền tiền trảm hậu tấu, bổn phủ có thể xử hắn như thường. Nếu thái hậu giá lâm ngăn cản hành hình thì sao? Tuy thái hậu là mẹ ruột của hoàng thượng, địa vị tôn quý, nhưng thái hậu không có quyền can dự triều chính, bổn phủ vẫn có thể hành hình theo pháp luật. Nếu hoàng thượng giáng chỉ xá miễn cho hắn thì sao? Thật ra triệu hậu vệ muốn nói điều gì? Đại nhân, triển hộ vệ hiệp can nghĩa đảm, không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ con Tần Hương Liên bị người ta hiếp đáp, e rằng sẽ dùng phương thức giang hồ để xử trí. Triển hộ vệ định làm thế nào? Triển chiêu không dám che giấu điều gì với đại nhân. Nếu như quốc pháp không thể trừng trị hắn, triển chiêu sẽ rút khỏi quan trường trở về giang hồ. Nhưng trước khi đi, nhất định sẽ đem cái đầu của Trần Thế Mỹ về đây. Im ngay! Chỉ cần bổn phủ còn ở trong triều một ngày,
quyết không cho phép người xem thường quốc pháp, lạm dụng tư hình. Đại nhân, kiện hộ vệ. Đại nhân, vì kiện hộ vệ cảm thấy bất bình mới lên tiếng, không phải cố ý xem thường Dương pháp.